TDI, chuẩn xác công năng, nâng tầm giá trị. Tòa nhà Versal tọa lạc tại dự án thành phố Hudson Yards của New York, được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng Thomas Hardwick. Versal có chiều cao 45m với 15 tầng được thiết kế vô cùng phức tạp. Ngay từ những ngày đầu công bố dự án, tòa nhà Versal đã được ca tụng như tháp Eiffel của New York với kỳ vọng thu hút đông đảo sự chú ý của du khách tham quan. Versal được xây dựng với phần đế hẹp rồi dần dần mở rộng khi lên trên cao, cụ thể là 46m chiều ngang và 46m chiều cao. Tại đây, các bậc thang được mạ kim loại màu đồng phía dưới gầm tạo cảm giác sáng loáng nổi bật. Trái ngược với sự nổi bật từ ánh kim loại, phía không gian bên trong lại được làm từ những vật liệu tối màu tạo cảm giác đơn giản, bình dị hơn. Tòa nhà Versal được xem là một tác phẩm điêu khắc với 154 cầu thang nối liền, 80 chiếu nghỉ và 2.500 bậc thang được xây xoắn ốc. Gầm của các bậc thang được mạ kim loại màu đồng sáng loáng, trong khi phần không gian bên trong được làm từ những vật liệu tối màu. Versal không chỉ là một công trình tòa nhà đơn thuần, mà đây là sự tổng hòa giữa nghệ thuật và kiến trúc. Ngoài việc dạo bộ, chiêm ngưỡng Versal tuyệt đẹp, du khách cũng có thể đi thang máy lên thẳng nơi cao nhất của tòa nhà, nơi bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh vẻ đẹp sông Hudson hay bầu trời cao phía xa.